phải nhớ là bị bạch chạy kể tế xâm khăn này cả tụi bàn tên là Paul là ổ, bị đồng nằm đồng. Tờ tui dục tham bộ, chỉ mùi phê sẽ chạy với công năng cực, nâng cực ai. Đông chia đầm nằm bên nơi giống nơi Campuchia, bố kê ai bảo vệ chia bảo dạy bàn tràn mốc. Mình tha xâm rạp đàm xló bằng ám chnay chiều bệnh đông, chia áo sốt nâng thơ chia cường xâm nông nụ tế. Hai đầm nằm nít tiết sáu, cơ ai đâm đọc bàn nơi lợi đầy tràn bảo phết. Hai ai chênh phái tràn đông khăn mùi chnàm. Nè chung niên cả sẽ cam bàn chong krong bà chạy kể tế xâm khăn khăn nông ca đầm nằm đông ai tụi bàn tên nập hò lỡ, đôi đại bàn bằng hàng chút khăn kào. Đàm bây tụi bàn phò lớn, cả sẽ có trời chơi rơi bảo phết đông đài miên trà lọc thống. Sạch ra, rụt chiếc bà ếm, khlân cả ốp, thôn nâng chùm ngư nâng xa lắt trong rái, nâng miên bảo phục cho bà lòa. Hồi ai đàm đọc bán nên lợi đầy tràn bảo phết, nâng miên đồng lai lỡ lỡ tìm xa. Nông ca rơi tì tăng thân nào bằng đó, đồng nam đông nghe sử dụng nông ca bằng đó chiêng rụt hạt chiếc xanh tiết, đòi cron tay ra xa tục nơi tì sơ vật tập hiếp, khắp bái bảo phục tất đầy tuôn mình lịch tất. Nâng cần lãnh miên bình lưu bệ ả tích cực cồn. Bình tốt mốc kê cặp xâm bọ trong trường na đã thông chiến kếp này trong cả bà chánh, đã trường nút tờ kráo, rồi cặp trong bì lỡ xâm rạp ở miên xám, đồng bây ở đông đọc bình lột. Đã chấm băng, rưu cầm tích rục hạt chiết bùng riêng lửa thân á, đã riêng rút, cớp cầm nát chấm băng lợi ớt bì lỡ, hào xa rau tật ở xám, chia bà chấm, rồi hốt đòi viên miên ả dụ mùi chấm, tớp á dục tờ đàm bàn. Chúng bước tì tăng bằng đó, trời đàm lờ đầy na đài miên chi chiệt lõ, miên xâm nám cực cồn, chẳng ai bị đàm chơ thông thông đài miên sạp giang hội nát đọc mệt. Miên bảo phục tật nơi cả bái, xe rùa khăn nông ca xe rõi sớp, nơi bê là cả sở thiệt rác ngột khẳng. Ai ca chị rừng đáng, kê trời chị chùm rơ mùi mệt buồn trúng, cùng liệt bị rừng đáng mùi tư rừng đáng mùi tiết giang hội nát đọc mệt, hơi thơ viết chị chúa, ai bác nâng bình lưu bẻ tích xe mở khăn nha. Khoai bê chích rừng đào ruột, kê trâu bà mô xâm ràm đại bàn bì rô khá chết, phé, lì mũ sát, rư chi cầm bó đã khăn nông rừng đào, ở bàn chán chì ca bảo xà. Pro viết chì chì thòm chết đại phụ tục tật đáo xà thịt trên châm chán. Khoai mốc kê trâu đã côn rô khá chết đồn châu, đại miên ả dụ dàng tịch nát mùi chanàm. Đâm nợ bê là nghít đâm bây ở viết tù xâm nàm bê giúp, nâng xà rào tất đâm bây ở rư viết, chắp chắp chọp nâng đầy thầm mây. ពាក់ព័ន្ធនឹងការថែទាំគេត្រូវបំពន់ពីដងក្នុងមួយឆ្នាំពលគឺនៅរៀងរាល់ដើមនិងចុងរដូវវស្សាដោយជីករណ្ដៅរៀងមូលមានអង្កត់ផ្ជិតប្រមាណ5ទឹកនិងជំរៅ5ទឹកនៅឆ្ងាយពីគល់រុក្ខជាតិប្រហែល1ទៅ2ម៉ែត្រដើម្បីដាក់ជីធម្មជាតិនិងជីគីមីផ្សេងទៀតដូចជាNPK គូបញ្ជាក់ដែរថាទឹកដងមានសារៈសំខាន់ចម្បងមួយចំនួនដូចជាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរឹងមាំបង្កើនធម្មពល បន្ថែមជាតិទឹកកាត់បន្ថយបញ្ហាតម្រង់នោមនិងបញ្ចុះសម្ពាធឈាមបានយ៉ាងប្រសើរបំផុត ទទួលយកធម្មពលជាមួយភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងគ្រុឌនិងគ្រុឌអាយ